Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thanh của Dr. Ska. Hiện nay Dr. Ska nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề tiêm filler và điều trị sẹo. Cho nên hôm nay mình sẽ giải đáp một số những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề này nhé. Vậy phương pháp tiêm filler là gì? Thì đây là một thủ thuật tiêm hợp chất làm đầy tự nhiên hoặc tổng hợp vào các đường nếp, nếp gấp hay là mô của khuôn mặt để làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và phục hồi sự căng đầy trên khuôn mặt, giảm dần các dấu hiệu của thời gian. Vậy thì phương pháp tiêm filler có cải thiện sẹo rỗ hay là không? Thì chất làm đầy filler thường có tuổi thọ nhất định, tùy theo từng cơ địa mà sau khi tiêm chất làm đầy có thể tồn tại từ 6 tháng tới 1 năm, sau đó tự tan. Khi này thì làn da của chúng ta sẽ dần dần trở về trạng thái bình thường như trước. Tương tự như khi tiêm filler và sẹo rỗ thì chất làm đầy sau khi được đưa vào da sẽ liên kết lại với nhau và lập tức làm cho vùng da bị sẹo rỗ đầy lên nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ sau một vài tháng thì sẹo rỗ sẽ xuất hiện trở lại. Vì thế, tiêm filler trong điều trị sẹo rỗ không mang lại hiệu quả vĩnh viễn và không được xem là phương pháp điều trị sẹo hiệu quả mà chỉ có tính tạm thời. Vậy thì phương pháp tiêm filler để điều trị sẹo rỗ có an toàn hay không? Thì thời gian tồn tại trên cơ thể của chất làm đầy chỉ kéo dài từ vài tháng cho đến hơn một năm tùy vào chất lượng của chất làm đầy và cơ địa da. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ rủi ro. Đầu tiên có thể gây dị ứng, viêm da và rất dễ gây viêm nhiễm nhiễm trùng. Ngoài ra, vị trí đưa kim tiêm vào cũng rất quan trọng. Nếu đưa kim tiêm vào ở sai vị trí, bạn có thể gặp một số vấn đề như gây tắc nghẽn mạch máu, sưng tấy, phù nề trong vùng da tiêm. Chúng sẽ giúp nâng cao bề mặt của da, nhưng sau khi chất làm đầy tan, da của bạn sẽ trở lại trạng thái bình thường. Lúc này, sẹo rỗ trên da sẽ trở lại. Vì thế có thể khẳng định tiêm filler không thể nào giúp xóa bỏ sẹo rỗ giống như lời quảng cáo. Mặt khác, việc tiêm filler sai cách có thể khiến các cấu trúc da tại mô sẹo bị thay đổi. Do đó phương pháp này tuy cải thiện sẹo nhanh chóng nhưng hết sức nguy hiểm. Kèm theo đó thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro, bởi đây là phương pháp tạm thời và khá nguy hiểm. Hiện nay thì trong điều trị sẹo rỗ, Dr. Ska không sử dụng phương pháp tiêm filler mà chỉ sử dụng phương pháp 4-in-1 độc quyền.